Đây. Rồi em ngồi ngửa ra sao? Ngồi ngửa ra sao? Em ngửa hẳn ra sao vào vòng tay qua cái con treo này. Cả hai tay. Thank you.
nếu mà lần để lần nào đấy. Với cả em cũng sẽ muốn đăng ký đi học nữa. Đúng rồi.
Rồi, ok. Rồi, không có gì nữa.